bên đông hay là bên tây, chạy về đâu cũng là như nhau. Là dù bên đông hay là bên tây, người dù ở đâu khiến em đau lòng. Dù bên đông hay là bên tây, chạy về đâu cũng là như nhau. Là dù bên đông hay là bên tây, người dù ở đâu khiến em đau lòng. Nô nước đông vui, vua mở hội trên kinh đô, nhung gấm xinh tươi, người ta đang hân hoan cùng dạo phố. Sẽ phá nhìn em, nhưng chỉ mình em không vui. Cuộc tâm sinh ngoan, mà sao tuổi thân nghe học có đồ. Bông ơi bông nên lấy cơm vàng, bông mang yếm cho chị nào. Mùa điều và khăn nhiễu, hai thơ không nên thiếu. Sẽ ơi sẽ phân thọt chia gạo, sẽ ơi sẽ nhanh lên nào. Cô mà con quan đã, cớ sao thấy quen vậy ta. Chuyện cũ cứ giấu ý chàng, hình như em từng yêu anh chàng. Vì chót nhớ nhớ thương thương, mà rồi đêm ấy phải lại dày vỡ ta. Điệp khóc khóc lóc trong mong, tình yêu cứ như vô vọng. Này là làm kia ấy, là ngày xưa em đây. Anh ơi biết không, ở một vũ trụ có anh, có anh em buồn. Có anh, có anh, có anh, có anh em buồn. Yêu biết không, ở một vũ trụ vắng anh, nghe chẳng nghe gì nhìn. Có anh, có anh, có anh, có anh em buồn thiếu. Em dù bên đông hay là bên tây, chạy về đâu cũng là như nhau. Là dù bên đông chọn chị đẹp được yêu thích nhất, hạng mục hồi sinh từ bây giờ cho đến 23:59 ngày 25 tháng 11, hạng mục trưởng nhóm thành đoàn từ bây giờ cho đến 17:00 ngày 20 tháng 12 trên ứng dụng Hoalala. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quan Show và ứng dụng Hoalala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10 2023.